Đây là mình chặt phế bốn anh em nhé. Mình chuyên gia công máy đột dập và gia công khuôn đột dập các bạn ạ. Anh em làm khuôn đột dập thì gọi cho mình nhé. Đây những vết chặt của bên mình rất là sắc luôn này. Mình chuyên gia công máy đột dập và chuyên gia công khuôn đột dập. Anh em làm khuôn đột dập và máy đột dập thì gọi cho mình nhé.